Dạ, giờ này con xin mời cô năm gõ, chúng ta sẽ dâng lên lời cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Chúa sự ngợi khen và thờ phượng Chúa. Rồi, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Cha chơi giờ đây. Tất cả anh chị em chúng con trong phòng cầu nguyện này hiệp lòng với tôi trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Mỗi buổi tối Chúa gom bó chúng con lại để chúng con ngồi dưới bệ chân của Chúa, để chúng con tôn thờ danh của Ngài. Giờ đây chúng con họp nhóm lại để chúng con tôn cao danh của Ngài, chúng con thờ phượng danh của Ngài. Xin Chúa con ban ơn cho các em, bé Ngọc, bé Hường, bé Khiêm và bé Phượng và tất cả các em thờ phượng Chúa chơi và hòa đồng với chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn cho tất cả các em được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban ơn cho các em ơn trước mặt Chúa, ơn trước mặt mọi người nữa. Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Xin Thánh Linh Chúa, Chúa cũng ở cùng các em để những lời ca tiếng hát, tiếng đàn của các em để hòa đồng, để đến ngôi thiên đàng của Ngài nữa. Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Chúa và con nhân danh Chúa Giêsu, con cũng xin dòng huyết quý báu của Chúa bao phủ cho tất cả chúng con trước khi chúng con thờ phượng Chúa, trước khi chúng con nghe lời Chúa. Xin huyết Chúa bao phủ cho tất cả dòng dõi hậu tự của chúng con và họ dòng dõi hậu tự của các em thờ phượng Chúa để bình an trong dòng huyết của Ngài trước khi chúng con thờ phượng danh của Ngài. Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài và con nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa chúc phước cho tất cả các mục sư chia sẻ lời của Chúa. Biết mục sư nào con cũng không biết, nhưng mà con chúc phước cho mục sư chia sẻ lời của Chúa cũng được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban ơn cho tất cả chúng con để ngồi nghe lời của Chúa, để chúng con hiểu thấu, chúng con dậm thấm trong tâm trí chúng con, để chúng con hiểu, chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn chúng con qua mục sư chia sẻ. Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây con dâng tất cả những các em ban thờ phượng và tất cả con cái Chúa trong hội thánh Thiên Ái và các điểm nhóm lên cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài và chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, Chúa. Lời Chúa chép ở trong Thi Thiên 100, hỡi kẻ trái đất, hãy cất tiếng lên. Nhớ chí Hoàng Ngọc ơi. Há hầu viện Đức Giê-hô-va các vui mừng, hãy hét sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen. Chúng ta cũng hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài, một với người yêu Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta rất lớn. Đức hành tinh của Đức Giê-hô-va còn lên trời đó. Không quên lời phán ngứa lúc
sống giữa nương nơi Chúa. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa. Luôn có nhớ Chúa lớn vô cùng, vì người tin Ngài cao lắm thôi. Thank you.
đều dâng lên cho Ngài, Chúa ơi. Vì Chúa Ngài là cao cả, ai nghe Ngài là đấng toàn năng, Ngài là vua trên muôn muôn, Ngài là Chúa của các Chúa. Chúng con tô bên Ngài, chúng con cúi mặt Chúa, chúng con thờ lại Ngài, Chúa ơi. Vì Ngài là cha chúng con cảm ơn Ngài, vì chúng con được gọi Ngài là cha yêu thương, là cha nhân từ chúng con. Chúa, chúng con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Chúng con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều mà chúng con có được. Cha quá lớn, tình yêu cha quá lớn, lớn lớn cả
bao giờ xa rời Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài. Sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Gần bên cha khiến con luôn bình an. Ngài đời sống với chúng con là đời sống thờ phượng, đời sống niềm tin hiển danh của Ngài. Mỗi ngày khi chúng con còn sống trên đất này, và thì giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa trong thời giờ quan trọng. Chúng ta nghe lời của Chúa. Thì giờ này mời quý ông bà chị chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, hãy khao khát Chúa. Chính Ngài sẽ đổ đầy một cách tươi mới. Chính mình Ngài sẽ làm cho chúng ta được sống lại với lời của Chúa. Và cầu nguyện cho đầy tớ Chúa là một sư luôn sẽ có lời Chúa cho chúng ta. Ông được tự do mọi bề để chia sẻ lời Chúa. Vì Chúa sức giàu hay hơn giấc ông cũng như là con người tên. Dạ. We welcome you, Pastor Rung. This is your time. We will ask God to bless you and know your sermon. Amen. 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 This is your turn. Okay, yeah. Thank you, Lam and friends. You are really wonderful. Xin cảm ơn Lam và hết thảy các bạn. Các bạn thật rất tuyệt vời. I believe that God will use all of you really wonderful. Tôi tin rằng chính Chúa Ngài sẽ sử dụng các bạn một cách thật tuyệt diệu. Before I share God's word this evening, I want to say happy birthday to Lam. Và trước khi tôi chia sẻ lời Chúa buổi tối hôm nay thì tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lam. Happy birthday, Lam. We're really grateful. We're really grateful that God used you and helped us. Chúng tôi rất là biết ơn Chúa vì Chúa sử dụng Lam và giúp đỡ hết thảy chúng tôi. Be faithful with everything God trusts in your hand. Hãy trung tín với mọi điều mà Chúa đã tin tưởng trao phó vào trong tay của Lam. Baik, saudaraku, malam hari ini seperti flyer yang sudah ada di Facebook yang saudara baca. Và buổi tối hôm nay giống như là thông báo mà các anh chị em đã có ở trên Facebook. Nah, ini istri saya sudah mulai bingung ini sweet bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Đây vợ tôi đang bị bối rối rồi, đang chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Indo rồi qua tiếng Việt nên cổ hơi bị rối một chút. Tapi di rumah seringkali seperti itu, kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia. Ở nhà chúng tôi giống vậy, như vậy đó, đôi khi thì nói tiếng Indo, đôi khi thì nói tiếng Anh. Kadang-kadang istri saya mempercepatkan bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam untuk khotbah-khotbah saya atau bahasa Inggris ke bahasa Vietnam. Có đôi khi vợ tôi sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Nam, rồi tiếng Indo sang tiếng Việt Nam. Kadang-kadang diterjemahkan juga dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Kahol. Và đôi khi thì cũng dịch từ tiếng Anh hay là tiếng Indo qua tiếng Kahol là tiếng mẹ đẻ của cổ. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal apapun juga ya, saudara ya. Tôi nói những điều này là để dâng vinh hiển cho Chúa chứ không phải là vì ý gì hết. Karena malam hari ini kita belajar supaya kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang hipokrit. Bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với nhau thế nào chúng ta trở thành những cơ đốc nhân, không phải là những cơ đốc nhân giả hình. Di Matius 6 kita sudah belajar ayat 1 sampai 18. Kita sudah membahas kemarin satu topik mengenai giving to the needy. Và tuần trước thì chúng ta đã học chung với nhau Matthew đoạn 6 từ câu số 1 cho đến câu số 6. Dan di ayat yang ke 6. Ayat yang pertama. Yang minggu yang kemarin. Itu 1 sampai 4. Ya, 1 4 dulu. Ya. Kita akan menyelesaikan 3 series untuk giving to the needy. Malam ini kita berbicara mengenai doa dan pertemuan berikutnya nanti kita berbicara mengenai puasa. Tuần trước chúng ta đã học chung với nhau Matthew đoạn 6 từ câu số 1 đến câu số 4. Chúng ta đã học chung với nhau về phần đầu tiên của chủ đề này là sự giả hình tôn giá. Chúng ta nói về sự bố thí hay sự ban cho. Và hôm nay chúng ta sẽ học về sự cầu nguyện và sau đó sẽ là học về sự kiêng ăn.
sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mau mengajak sekali lagi kita untuk berdoa. Và trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau, thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bapa Surgawi, malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Lạy Chúa Thiên, Lạy Cha Thiên Thượng, buổi tối hôm nay chúng con lại đến trước mặt Ngài. Sungguh hati kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, untuk sukacita yang Tuhan berikan sore hari ini. Chúng con thật sự cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài và sự vui mừng Ngài ban cho chúng con buổi tối hôm nay. Kami boleh bersama-sama bersahati memuji, menyembah-Mu, dan sebentar kami akan belajarkan kebenaran firman Tuhan. Chúng con đã cùng hiệp một lòng với nhau để ngợi khen thờ phượng Ngài và chúng con sắp sửa học lời của Ngài. Sungguh Tuhan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena hikmat manusia kami, tetapi kami merendahkan diri di hadapan-Mu, minta Roh Kudus untuk mengurapi kami. Và không phải là bởi sự khôn ngoan riêng của chúng con, nhưng mà chúng con hạ mình xuống trước mặt Ngài, cầu xin sự sức dầu của Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con. Kami minta hikmat yang berasal dari Allah sendiri yang akan berbicara bagi setiap kami. Chúng con cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi chính Đức Chúa Trời sẽ đến và phán dạy với mỗi một chúng con. Biarlah hati kami digairahkan oleh Roh Kudus sehingga kami benar-benar rindu untuk memahami akan kehendak Allah. Và nguyện Đức Thánh Linh dứt dấy tấm lòng của mỗi một chúng con, hầu cho chúng con có một sự khao khát để tìm biết về chính mình Ngài, ngày càng hiểu biết hơn về chính mình Ngài. Kami percaya hanya karena hikmat Allah, firman itu akan hidup dan mengubahkan kami. Và chúng con tin chắc rằng chỉ bởi sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa mà chúng con, đức tin của chúng con có thể trở nên sống động. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Và chúng con trao phó thì giờ chúng con học lời Chúa chung với nhau từ thì giờ đầu cho đến thì giờ cuối trong tay của Ngài. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Nguyện chính Chúa Ngài được vinh hiển, nguyện chính Chúa được tôn cao. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amin. Baik saudaraku, kemarin kita sudah membahas Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Thứ ba tuần trước thì chúng ta đã cùng học chung với nhau Matthew đoạn 6 từ câu số 1 cho đến câu số 4. Ini rangkaian dari khotbah Yesus di bukit pasal yang ke-6 ini ayat 1 sampai yang ke-18 ini berbicara mengenai righteousness. Và đây là một phần ở trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Matthew đoạn 6 từ câu số 1 đến câu số 18 là Chúa Giêsu đang nói về sự công chính. Yesus mengingatkan kepada para murid, kepada kita semuanya tentang bahaya kemunafikan agamawi. Và Chúa Giêsu nhắc nhở hết thảy các môn đồ của Ngài cũng như chính chúng ta ngày hôm nay về sự nguy hiểm, mối nguy hại của sự giả hình tôn giáo. Yesus mengingatkan di ayat yang pertama supaya kita tidak melakukan menunjukkan kesalahan-kesalahan agama kita di depan orang lain untuk mencari pujian dan penghormatan dari mereka. Và Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta là đừng bày tỏ sự công bình ra của mình trước mặt người khác với mục đích là tìm kiếm sự khen ngợi từ nơi người ta. Sekali lagi Yesus tidak menekankan kepada perbuatan apa yang dilakukan. Và một lần nữa tôi nhắc lại là Chúa Giêsu không nhấn mạnh đến những việc mà chúng ta làm. Tetapi Yesus lebih melihat kepada motivasi kita. Nhưng mà Ngài nhìn thấy, Ngài nhìn vào động cơ của chúng ta khi chúng ta làm những việc đó. Oh, dari ayat yang pertama sampai yang ke-18 ini ada 3 poin yang Yesus perhatikan. Và từ câu số 1 cho đến câu số 18 này có 3 chủ đề mà Chúa Giêsu Christ Ngài nhắc đến. Supaya kita terhindar dari kemunafikan sebagai seorang Kristen. Hầu cho chúng ta là những người cơ đốc thì chúng ta sẽ tránh khỏi sự giả hình tôn giáo. Kemarin kita sudah membahas bagaimana seharusnya kita memberi kepada orang yang membutuhkan, menolong kepada orang miskin. Tuần trước chúng ta đã nói về việc chúng ta ban ra, chia sẻ, giúp đỡ những người đang thiếu thốn, đang khó khăn. Sore ini kita berbicara mengenai doa dan pertemuan berikutnya minggu depan kita berbicara mengenai puasa. Tuần này chúng ta nói về sự cầu nguyện và tuần tới thì chúng ta sẽ nói về sự kiêng ăn.
Saudaraku, apa yang menjadi kerinduan kita? Apakah kita ingin memiliki satu intimasi, relationship yang sangat dekat dengan Bapa Allah kita? Vậy thì tôi muốn hỏi hết thảy quý ông bà anh chị em, điều mà chúng ta đang mong muốn khao khát là gì? Chúng ta có mong muốn khao khát là có một mối tương giao thật sự mật thiết gần gũi với Đức Chúa Cha của chúng ta hay không? Sekutuan yang intim dengan Allah, dengan Bapa kita, akan menghasilkan dari dalam diri kita kesalahan hidup. Và chính từ mối quan hệ, mối tương giao mật thiết gần gũi với Chúa sẽ sinh ra sự công chính trong đời sống của chúng ta. Tetapi bila kita hanya melakukan religious activity atau religious ritual, maka kesalehan yang dihasilkan adalah kesalehan palsu. Nếu như chúng ta chỉ thực hành những hoạt động mang tính tôn giáo hay là thực hiện sự công chính dựa trên những tiêu chuẩn thuộc về tôn giáo thì đó thực sự là sự giả hình. Kesalehan yang kelihatannya benar, baik di mata orang, tetapi sebenarnya hanya untuk mencari perhatian, penghormatan dari orang. Vậy khi chúng ta làm mọi điều thể hiện ra mình là công chính trước mặt người khác, cho người ta nhìn thấy mọi điều mình làm, thì thật sự ra là tấm lòng của chúng ta đang tìm kiếm sự khen ngợi tán dương từ nơi người khác. Jadi siapapun kita, kita bisa menjadi orang yang munafik, saudara. Và bất kể chúng ta là ai thì chúng ta cũng có thể trở thành những người giả hình. Sekalipun itu para hamba Tuhan, kita juga sama di mata kita ada sama manusia, kita bisa jatuh dalam kemunafikan agamawi. Và bất kể chúng ta là ai, cho dù chúng ta có là đầy tớ Chúa, hầu vị Chúa, thì chúng ta cũng là con người và rất dễ để rơi vào sự giả hình tôn giáo này. Dan di sini Yesus mengingatkan kepada para murid, Yesus mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita benar-benar memiliki relationship dengan Allah Bapa sehingga menghasilkan kesalehan yang benar. Và chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đồ của Ngài cũng như chính chúng ta hầu cho mỗi một chúng ta thật sự có một mối tương giao mật thiết với Chúa, và từ mối tương giao mật thiết đó với Chúa thì sẽ sản sinh ra sự công chính trong đời sống của chúng ta. Bila kita melakukan segala sesuatu karena ketaatan kita kepada Allah, karena kasih kita kepada Allah, maka Bapa yang di surga itu memberkati perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi. Và nếu như chúng ta làm mọi việc vì sự vâng phục của chúng ta đối cùng Chúa, vì chúng ta yêu mến Chúa, thì chính Chúa là đấng nhìn thấy mọi việc chúng ta, dù chúng ta làm một cách kín giấu, kín nhiệm, người ta không thấy được, nhưng mà Chúa là đấng nhìn thấy và Ngài sẽ ban thưởng lại cho chúng ta. Tetapi bila hanya karena kita melakukan religious ritual saja, maka kita hanya melakukannya di hadapan orang untuk mendapatkan penghormatan dan pujian dari mereka, sehingga kita enggak akan menerima berkat dari Bapa di surga. Và ngược lại, nếu như chúng ta làm những việc, những hoạt động mang tính tôn giáo, mang tính lễ nghi thôi, và chúng ta làm mọi việc đó ra trước mặt người khác, muốn bày tỏ ra là mình là người công chính trước mặt người khác, thì chúng ta sẽ mất phần thưởng đến từ nơi Chúa. Nah, ketiga hal ini, Yesus benar-benar memperingatkan kepada para murid. Dia memperingatkan kepada setiap kita malam hari ini juga. Và đối với ba điều này thì Chúa Giêsu đã nhắc nhở hết thảy môn đồ của Ngài, và buổi tối hôm nay Ngài muốn nhắc nhở hết thảy chúng ta nữa. Supaya pada saat kita memberi, menolong kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, pada saat kita berdoa maupun pada saat kita berpuasa, kita lakukan semuanya itu dengan motivasi benar untuk kepada Allah Bapa saja. Và Ngài nhắc nhở rằng khi chúng ta làm ba điều đó là chúng ta ban ra cho người nghèo khó thiếu thốn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kiêng ăn. Khi chúng ta làm ba điều này thì chúng ta làm bởi vì chúng ta vâng phục Chúa, bởi vì chúng ta yêu mến Chúa. Sudah kemarin saya berbicara mengenai giving to the needy. Hôm trước thì tôi đã chia sẻ với quý ông bà anh chị em về việc bố thí hay là ban ra cho những người đang thiếu thốn, cần thiết, cần sự giúp đỡ. Firman Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan supaya kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta là khi chúng ta ban ra cho người khác thì không phải là với mục đích là nhận được sự khen ngợi từ nơi người khác. Tetapi karena kita taat kepada Allah, kita mengasihi Allah, maka hati dalam hati kita akan muncul belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita.
chúng ta ban ra cho người khác, đó là bởi vì trước nhất chúng ta yêu mến Chúa, và từ lòng yêu mến Chúa đó thì sẽ nảy sinh ra lòng yêu thương, yêu mến đối với những người xung quanh, và chúng ta tự nhiên muốn giúp đỡ họ. Kemarin saya juga mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya bukan owner dari apa yang Allah berikan, Allah percayakan, tetapi kita ini hanyalah steward dari apa yang Allah percayakan. Và hôm trước tôi cũng đã chia sẻ với ông bà anh chị em rằng chúng ta đây không phải là người làm chủ hay là sở hữu những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những người quản gia, quản trị những điều mà Chúa ban thôi. Tetapi seringkali orang Kristen itu memiliki mentalitas pedagang. Nhưng mà nhiều khi chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta lại có tâm trí của những người thương gia là muốn buôn bán đổi chác. Mentalitas pedagang ini selalu mencari untung, dia tidak mau rugi ketika saat dia memberi. Và với tâm trí của một người làm công việc kinh doanh buôn bán thì luôn luôn là tìm kiếm lợi nhuận chứ không phải là chỉ ban ra một cách nhân không. Untung yang dimaksudkan bisa jadi pujian dari orang lain. Lợi nhuận ở đây có thể là sự khen ngợi đến từ nơi người khác khi chúng ta làm một điều gì đó. Atau memang untung secara materi karena kita sudah memberi, maka saya berhak untuk menerima. Hay là lợi nhuận ở đây cũng có thể nói đến vật chất, bởi vì chúng ta nghĩ rằng tôi đã ban ra rồi thì tôi có quyền để nhận lại được. Ingat, baik-baik saudara, kita ini steward, kita ini bukan owner. Xin ông bà anh chị em hãy nghe một cách thật kỹ càng điều này, đó là chúng ta đây không phải là chủ, nhưng mà chúng ta chỉ là người quản gia thôi. Jadi pada saat saudara dan saya digerakkan oleh belas kasihan Allah untuk menolong orang lain yang membutuhkan, biarlah kita melakukannya dengan penuh ketaatan dan kasih kepada Allah dan kepada orang tersebut. Nên khi chúng ta được cảm động để giúp đỡ người khác, ban ra cho người khác, thì chúng ta hãy làm điều đó bởi vì chúng ta vâng phục Chúa và chúng ta thật sự yêu mến Chúa, yêu mến người đó. Saudara dan saya nggak memiliki hak menuntut Allah untuk kita menerima lebih lagi, menerima lebih lagi. Ông bà anh chị em và chính mình tôi, chúng ta không có quyền để mà ép buộc Chúa là ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta ban ra. Karena saya sudah memberikan 30, maka saya berhak mendapatkan 60, misalnya. Ví dụ như là chúng ta nghĩ là tôi đã ban ra 30 rồi, thì bây giờ tôi phải nhận lại 60 chẳng hạn. Itu yang saya maksudkan mentalitas pedagang. Đó là điều mà tôi muốn nói đến khi chúng ta có tâm trí của những người làm công việc làm ăn buôn bán đó. Kalau seorang steward, dia akan taat kepada Allah Bapaknya dan dia melakukannya dengan kesetiaan dan penghormatan kepada si empunya itu. Và nếu như là một người quản gia thì người đó sẽ vâng phục chủ của mình và chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ mình thôi. Dia tidak akan memperdulikan dirinya di mendapatkan pujian atau tidak dipuji manusia sekalipun, dia tidak memperdulikannya. Và người quản gia thì không có quan tâm là chủ của mình có người khác có ngợi khen mình hay không. Người quản gia thì chỉ tập trung làm công việc của mình mà thôi. Saudara perhatikan ini. Prinsip-prinsip stewardship kerajaan Allah. Chúng ta hãy nghe về điều này, đó là những quy luật về sự quản trị ở những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Bukan seberapa banyak yang Anda dapat. Không phải là quý ông bà anh chị em nhận được bao nhiêu. Tetapi seberapa banyak yang saudara dan saya bisa beri. Nhưng mà điều ở đây mà chúng ta cần nhắc đến đó là chúng ta có thể ban ra được bao nhiêu. Karena kerajaan Allah itu lebih menaruh perhatiannya kepada peningkatan pemberian daripada kepada peningkatan standar hidup atau lifestyle. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời thì sẽ nhấn mạnh vào việc chúng ta ban ra cho người khác được bao nhiêu hơn là nhấn mạnh đến lối sống của chúng ta. Jadi kalau relation, kerinduan relation kita kepada Allah, kita hanya menuntut untuk mendapatkan saja, mendapat, memperoleh lebih lagi, menjadi lebih kaya lagi, menjadi lebih kaya lagi. Itu bukan prinsip-prinsip stewardship kerajaan Allah. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta đã ban ra rồi thì chúng ta sẽ nhận thêm nữa, thì với suy nghĩ như vậy thì chúng ta đang không có tuân theo quy luật quản trị ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Karena bagi kerajaan Allah itu seberapa banyak kita taat kepada Allah, memberi dengan penuh kasih sayang kepada sesama, siapapun mereka juga.
Bởi vì trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì điều được nhấn mạnh đó là chúng ta vâng phục Chúa và chúng ta ban ra cho người khác bất kể họ là ai. Tetapi prinsip-prinsip pedagang, kalau aku memberi maka aku berhak untuk mendapatkan untung, mendapatkan profit. Nhưng mà đối với một người làm công việc buôn bán thì khi mà đã ban ra thì chắc chắn là họ sẽ muốn là nhận được lợi nhuận thêm nữa từ cái phần mình đã ban ra đó. Pada akhirnya banyak sekali orang-orang Kristen hidupnya lebih hedonis ketika mereka diberkati pekerjaannya, mereka memperoleh banyak uang, maka lifestyle-nya, gaya hidupnya lebih tinggi. Nên có nhiều người là cơ đốc nhân thì họ có được một đời sống còn khi mà họ đã nhận được nhiều rồi thì họ sống một đời một lối sống xa hoa còn hơn cả những người chưa biết Chúa. Bila saudara dan saya diberkati oleh Allah, dipercayakan oleh berkat-berkat materi, berkat-berkat keuangan, seharusnya kita lebih lagi terlibat dalam kerajaan Allah, memberi, memberi, dan memberi bagi kerajaan Allah, bagi orang yang membutuhkan. Và nếu như chúng ta là những người được chính Chúa ngài chúc phước về mặt vật chất thì điều đáng lẽ ra chúng ta cần phải làm không phải là nâng cao lối sống của mình lên nhưng mà là ngày càng rời rộng hơn trong việc ban ra cho người khác, giúp đỡ người khác biết về vương quốc của Đức Chúa Trời. Sekali lagi, bukan justru pada saat finansial saudara diberkati, maka gaya hidup saudara semakin naik lagi. Và tôi nhắc lại lần nữa là không phải là khi tài chánh vật chất của mình được ngài Chúa chúc phước thì lối sống của mình ngày càng xa hoa hơn, ngày càng nâng cao lên hơn. Yesus mengingatkan kepada kita semuanya, pada saat kita menolong orang lain, janganlah mencari perhatian, pujian, dan kehormatan dari mereka. Và Chúa đã nhắc nhở chúng ta là khi chúng ta bố thí hay ban ra cho người khác thì đừng tìm kiếm sự khen ngợi hay là sự kính trọng từ những người mà chúng ta giúp đỡ đó. Sekali lagi, Yesus tidak berkata bahwa kita tidak boleh melakukan memberi kepada orang miskin. Dia tidak berkata jangan berdoa atau berpuasa. Dia tidak memperhatikan perbuatan kita, tetapi dia melihat motivasi di balik perbuatan kita tersebut. Chúa Giêsu không có cấm chúng ta trong việc ban ra hay là bố thí cho người khác, cũng không cấm chúng ta cầu nguyện, không cấm chúng ta kiêng ăn. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Chúa nhìn vào những động cơ của mọi việc chúng ta làm khi chúng ta bố thí ban ra đó, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta kiêng ăn thì động cơ đằng sau đó là gì? Tadi sore saya diingatkan peristiwa pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Buổi chiều hôm nay thì tôi được nhắc nhở về một câu chuyện ở trong Kinh Thánh khi Chúa Giêsu cho 5.000 người ăn. Saya rasa saudara tidak asing akan kisah ini. Và tôi biết là quý ông bà anh chị em không xa lạ gì với câu chuyện này. Ini berasal dari 5 roti dan 2 ikan ya, atau kebalikannya. Và câu chuyện này là câu chuyện Chúa cho 5.000 người ăn là từ 5 cái bánh và 2 con cá. Oke ya. Itu karena anak kecil yang memberikannya saudara 5 roti dan 2 ikan. Và thức ăn này là do một cậu bé đã đem đến cho Chúa. Dan anak kecil itu dia memberikannya dengan tulus kepada Yesus. Và cậu bé này đã dâng phần thức ăn này lên cho Chúa một cách rất là chân thành. Dia bisa saja makan dan menghabiskan karena itu bekalnya. Và dĩ nhiên là cậu bé này có thể giữ cái phần thức ăn đó lại và ăn một mình cũng được. Saya rasa dia tidak merasa memiliki, tetapi dia mencontohkan kepada kita bahwa dia ini seperti seorang steward. Ketika Tuhan yang membutuhkannya, dia memberikannya dengan sukarela tanpa ada keinginan untuk mendapat lagi. Cậu bé này thật sự cho chúng ta một tấm gương rằng cậu bé này đang chỉ quản trị cái phần thức ăn đó thôi. Chúa đã ban cho cậu bé này và khi mà Chúa cần thì cậu bé sẵn sàng dâng phần thức ăn đó của mình lên cho Chúa. Dan ketika semua orang itu sudah makan kenyang, và sau khi tất cả mọi người đều đã ăn no rồi, anak kecil itu juga tidak mengingatkan kepada Yesus, Yesus ingat loh ya, itu karena pertolongan saya. Thì cậu bé đó cũng không đến mà nói với Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu ơi hãy nhớ nha, Chúa cho người ta ăn bữa nay là nhờ có phần thức ăn của con nha. Dia tidak berkata mujizat itu terjadi karena saya yang memberikannya terlebih dahulu. Và cậu bé này cũng không nói với Chúa Giêsu rằng phép lạ này xảy ra là bởi vì con đã dâng lên cho Chúa trước nha. Bukan berarti Yesus juga membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan untuk melakukan mujizat.
Dĩ nhiên là Chúa Giêsu không có cần đến sự giúp đỡ để mà thực hiện phép lạ. Tetapi penekanannya adalah anak kecil itu memberikan dengan sukarela karena dia tahu aku ini seorang steward dan Tuhanku membutuhkannya untuk memberikan makan 5.000 orang. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể thấy mà điểm mà Chúa Giêsu được nhấn mạnh ở đây đó là cậu bé này đã sẵn sàng trao dâng phần thức ăn của mình lên cho Chúa và giống như là cậu bé chỉ quản trị phần thức phần mà mình đang có đó và sẵn sàng dâng cho Chúa khi Chúa cần. Baik, malam hari ini kita akan masuk mengenai hal berdoa. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ bước vào chủ đề thứ hai mà Chúa Giêsu Christ đã nói đến đó là sự cầu nguyện. Tolong dibacakan Matius pasal yang ke-6. Chúng ta sẽ đọc Matthew đoạn 6 ayat 5 sampai ayat yang ke 14 15. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 5 cho đến câu số 15 của Matthew đoạn 6. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa sinh ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cha chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Và nước nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Sampai 15 kan? Sampai 15. Yeah. Oke, okay. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, saudaraku, malam hari ini kita berbicara lagi mengenai sikap kesalehan yang seharusnya kita tunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học về sự công chính mà đáng lẽ ra chúng ta phải bày tỏ ra trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải là bày tỏ ra trước mặt người ta cho người ta nhìn thấy. Ingat, bila saudara dan saya, kerinduan kita adalah satu, yaitu persekutu, mencari persekutuan intim dengan Allah. Và nếu như quý ông bà anh chị em và tôi tìm kiếm mối tương giao mật thiết gần gũi với Chúa, maka itu akan menghasilkan kesalehan yang murni, kesalehan yang sejati. Và thì từ mối tương giao mật thiết đó, chúng ta sẽ có sự công chính trong đời sống của mình, sẽ sản sinh ra sự công chính đó. Tetapi bila kita hanya melakukan ritual agamawi, maka apa yang terjadi? Kesalehan yang muncul itu adalah kesalehan yang palsu, hipokrit jadinya. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ chăm chăm thực hành những lễ nghi, những hoạt động mang tính tôn giáo, thì sự công bình mà chúng ta đang thực hiện đó thì chỉ là sự giả hình mà thôi. Nah, malam hari ini dia mengingatkan, Yesus mengingatkan kepada murid, hal yang kedua yaitu mengenai doa. Dengan doa, setiap orang bisa jatuh menjadi seorang yang hipokrit juga. Và Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đồ của Ngài về điều chủ đề thứ hai ở đây liên quan đến sự công chính này, đó là sự cầu nguyện. Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành giả hình ở trong sự cầu nguyện của mình. Tolong dibacakan sekali lagi ayat 5 dan ke-6. Chúng ta sẽ đọc lại câu số 5 và câu số 6. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Lihat saudara, di ayat yang kedua dan di ayat yang kelima yang baru saja kita baca, Yesus itu lebih memperhatikan motivasi kita daripada perbuatan kesalehan kita. Kita hãy xem câu số 2 và câu số
năm đó thì chính Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta thấy là Ngài quan tâm đến động cơ của chúng ta khi chúng ta làm mọi việc hơn là việc mà chúng ta làm. Dia mengingatkan motivasi itu jauh lebih benar, lebih penting daripada hanya sekedar perbuatannya. Ngài nhắc nhở rằng động cơ thì là quan trọng hơn việc làm. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kepada setiap para murid, kepada setiap kita malam hari ini. Khi Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình, Chúa lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta buổi tối hôm nay. Doa itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan. Sự cầu nguyện là điều vô cùng quan trọng trong đời sống của một người tin Chúa. Sama juga di dalam Judaism, doa itu menjadi hal yang sangat sentral sekali dalam ibadah mereka kepada Allah. Đối với những người theo Do Thái giáo thì sự cầu nguyện cũng là một điều quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của họ. Nah, pada masa Yesus hidup, orang-orang Farisi, orang-orang Israel itu, mereka seringkali berdoa di sinagog-sinagog, mereka berdoa di jalan-jalan dan di tikungan-tikungan jalan. Và trong thời của Chúa Giêsu thì nhiều người Pharisee, nhiều người Israel theo Do Thái giáo thì họ sẽ cầu nguyện ở trong các nhà hội và ở cả các góc đường nữa. Bila di sinagog, kita tahu sinagog itu dipakai untuk mereka belajar hukum, baik hukum Musa maupun kitab para nabi di dalam perjanjian lama. Chúng ta biết là các nhà hội thì được sử dụng như là một nơi để người ta đến học về luật pháp, nghĩa là luật pháp của Môi-se và luật pháp trong các sách tiên tri. Sinagog itu berdiri karena pada masa sebelumnya Bait Allah itu pernah hancur, pernah rusak dan mereka menggantikan ibadah di Bait Allah di sinagog-sinagog itu. Và nhà hội xuất hiện là khi đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đã bị phá hủy và người ta đã xây dựng lên các nhà hội để mà giống như một hình thức thay thế sự thờ phượng ở trong đền thờ. Nah, pada masa Yesus hidup dan melayani, Bait Allah itu masih berdiri setelah dibangun lagi, tetapi sinagog-sinagog itu tetap masih ada dipakai untuk mereka beribadah orang-orang Judaism ini. Trong thời của Chúa Giêsu thì đền thờ của Đức Chúa Trời đã được xây dựng lại và vẫn còn ở tại Jerusalem và các nhà hội cũng tồn tại song song với đền thờ đó. Nah, biasanya setelah mereka melakukan ibadah, kemudian ada salah seorang dari antara mereka akan diminta untuk berdoa. Và thường là sau khi mà họ đã nhóm xong, đã học xong thì sẽ có một người được mời lên để cầu nguyện. Dengan cara harus berdiri saat melakukan doanya. Và người này sẽ đứng lên khi mà cầu nguyện. Dan orang-orang Israel Judaism itu kalau mereka berdoa baik di jalan-jalan maupun di sinagog harus mengarahkan berkiblat ke Yerusalem, ke Bait Allah. Senternya itu Bait Allah. Và đối với người Israel khi họ cầu nguyện ở trong nhà hội hay là ở các góc đường đi chăng nữa thì họ cũng sẽ hướng mặt về đền thờ của Đức Chúa Trời để mà cầu nguyện. Sebenarnya Yesus tidak memperkarakan mengenai di mana dan bagaimana cara berdoanya, baik berdiri, duduk, atau bersujud. Và thật ra thì Chúa Giêsu không nhấn mạnh đến không quan trọng việc chúng ta cầu nguyện ở đâu và cầu nguyện trong hình thức nào, trong tư thế nào, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta quỳ. Chúa Giêsu không quan trọng điều đó. Yesus melihat sekali lagi motivasi dari perbuatan kita. Một lần nữa tôi nhắc lại là Chúa Giêsu Ngài muốn nhìn vào động cơ của chúng ta khi chúng ta làm việc đó, khi chúng ta cầu nguyện. Nah, biasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ini mereka berdoa hanya untuk mencari perhatian dan penghormatan dari orang lain. Và thường những người Pharisee này khi họ cầu nguyện thì họ chỉ với một mục đích là người ta nhìn thấy họ cầu nguyện, người ta sẽ tán dương họ, sẽ kính trọng họ. Saudaraku, mengenai tuntutan hukum, orang-orang Farisi itu sungguh luar biasa. Và đối với luật pháp, về việc tuân giữ luật pháp, thì những người Farisi là không chỗ trách được. Paling tidak setiap hari mereka berdoa 3 kali, saudara. Và ít nhất là một ngày thì họ cầu nguyện 3 lần.
Bila mereka tidak melakukannya di sinagog, mereka melakukannya di rumah atau di jalan-jalan dengan cara berdiri. Và nếu như họ không cầu nguyện ở trong nhà hội thì họ có thể cầu nguyện ở trên đường phố hay cầu nguyện ở nhà với cái hình thức cầu nguyện là sẽ đứng để cầu nguyện. Sekali lagi, Yesus tidak menaruh perhatian di mana saudara dan saya berdoa atau bagaimana caranya. Và thật ra thì Chúa Giêsu ngài không chú ý vào việc các ông bà anh chị em và tôi chúng ta cầu nguyện ở đâu, chúng ta cầu nguyện trong hình thức nào, tư thế nào. Saudara bisa mencatatnya, ada banyak cara untuk berdoa, sikap-sikap tubuh kita berdoa ya. Chúng ta có thể ghi chép xuống những câu kinh thánh nói về việc tư thế chúng ta cầu nguyện là như thế nào. Kalau di dalam Alkitab, misalnya dengan cara bersujud bow down gitu, itu ada di dalam Ulangan 16 ayat 22. Ulangan Deuteronomy. Deuteronomy. Ya. Deuteronomy. Berapa? 16 ayat 22. Với tư thế phủ phục khi cầu nguyện thì chúng ta có thể thấy một câu kinh thánh ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 16 câu số 22. Kemudian di dalam Yosua 5 ayat 14. Ở trong Yosua đoạn 5 câu số 14. Daniel 8 ayat 17. Bisa repeat again? Daniel 8 ayat 17. Daniel đoạn 8 câu số 17. Matius 26 ayat 39. Matthew đoạn 26 câu số 29. Wahyu 11 ayat 16. Matius 26 29 kan? 39. 39. Ya. Yeah. Xin lỗi Matthew đoạn 26 câu số 39 chứ không phải 29. Dan terakhir di dalam Revelation 11 ayat 16. Yang sebelumnya, sebelum Revelation apa? Matius 26 ayat 39. Ya, yeah, dan Revelation 11 ayat 16. Và Khải Huyền đoạn 11 câu số 16. Itu menunjukkan bahwa orang-orang mereka berdoa dengan cara bersujud. Và những câu kinh thánh này nói về việc người ta cầu nguyện trong tư thế phủ phục. Kemudian di dalam Alkitab juga disebutkan bagaimana orang-orang berdoa dengan cara berlutut, kneeling. Và kinh thánh cũng chép về tư thế cầu nguyện đó là quỳ gối. Contohnya di dalam Dua Tawarik 6, 2 Chronicles 6:13. Ví dụ như ở trong Sử ký nhì đoạn 6 câu 13, 6:13, okay. Yeah. Daniel 6:10. Daniel đoạn 6 câu số 10. Kemudian Lukas 22 ayat 41. Luka đoạn 22 câu số 41. Kisah 7 ayat 60. Book of Acts 7:60. 60 ya. Ya. Công vụ đoạn 7 câu số 60. Dan masih ada banyak lagi. Và cũng có những câu kinh thánh khác nữa. Kemudian Alkitab juga menunjukkan bahwa cara berdoa itu bisa duduk juga. Và kinh thánh cũng cho chúng ta biết là khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có thể ngồi. Seperti di dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Ví dụ như ở trong Samuel nhì đoạn 7 câu số 18. Atau dengan cara berdiri. Hay là chúng ta có thể cầu nguyện đang khi chúng ta đứng. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 26. Ví dụ như ở trong Samuel nhất đoạn 1 câu 26. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Juga di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 13. Lukas berapa? 18. Heeh. Ayat 11 13. Ya. Yeah. Mark đoạn 11 câu số 25, Luca đoạn 18 câu số 11, câu số 13. Nah, jadi di dalam Alkitab ditunjukkan juga bahwa orang-orang pada saat itu mereka berdoa dengan cara hamba-hamba Allah ini ya. Mereka berdoa dengan cara bersujud, berdiri, berlutut atau duduk. Ya, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết là khi các tôi tớ của Chúa cầu nguyện thì họ có thể phủ phục xuống, họ có thể quỳ gối, họ có thể ngồi, họ có thể đứng khi cầu nguyện. Jadi pada intinya, tempat atau caranya itu tidak masalah bagi Yesus. Điều đó có nghĩa là nơi mà chúng ta cầu nguyện hay là hình thức chúng ta cầu nguyện không quan trọng đối với Chúa Giêsu. Yang Yesus perhatikan adalah motivasi kita. Và điều mà Chúa chú ý đến đó chính là
động cơ chúng ta cầu nguyện. Seperti kita pada saat ini, kita beribadah, kita mencari Tuhan, kita berada di tempat yang berbeda-beda. Giống như chúng ta đang lúc này thì chúng ta đang ngợi khen thờ phượng Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa tại nhà của mình, nhà riêng của mình. Kita melakukannya lewat Zoom atau lewat media online lainnya. Và chúng ta cùng nhau ngợi khen thờ phượng Chúa, học lời Chúa qua hình thức là Zoom hay là qua những phương tiện khác. Dan hadirat Allah itu tetap ada dan kita bisa menemuinya dimanapun saja, kapanpun saja. Và chúng ta có thể nhận được ở trong sự hiện diện của Chúa tại bất kỳ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào. Jadi sekali lagi Yesus tidak memperkarakan bagaimana caranya saudara dan saya berdoa. Bởi vậy nên Chúa Giêsu không có quan trọng chúng ta cầu nguyện ở đâu và chúng ta cầu nguyện như thế nào. Yesus juga tidak memperkarakan di mana saudara dan saya berdoa. Và nơi mà chúng ta cầu nguyện không phải là điều quan trọng đối với Chúa Giêsu. Seringkali saya berdoa, kita melakukan relation intimacy dengan Allah itu enggak, bagi saya, pengalaman saya pribadi, saya enggak selalu di satu tempat, saudara. Saya bisa melakukannya selama 24 jam. Và từ kinh nghiệm cá nhân của tôi thì cái việc cầu nguyện thì tôi không có cầu nguyện ở một nơi cố định, nghĩa là trong 24 tiếng đồng hồ trong một ngày thì tôi có thể cầu nguyện ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Karena pada saat kita berdoa itu sebenarnya kita connect dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, dan seharusnya itu 24 jam dalam setiap nafas hidup kita, baik saudara bekerja, melakukan aktivitas yang lainnya, bukan berarti berdoanya berhenti. Và thật ra là khi chúng ta cầu nguyện, nghĩa là chúng ta kết nối với Đức Chúa Trời, thì cái việc kết nối với Chúa phải diễn ra 24 tiếng một ngày. Khi chúng ta làm bất kỳ điều gì, làm công việc gì, thì không có nghĩa là mối tương giao, sự kết nối của chúng ta với Chúa bị dừng lại bởi vì những công việc mà chúng ta đang làm đó. Chúng ta phải kết nối với Chúa luôn luôn. Ada saatnya pada saat saya sedang mengendarai motor atau mobil, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya tidak ada di dalam gereja atau di tempat khusus, tetapi saya bisa merasakan, mengalami hadirat Tuhan. Saya bisa mengalami Tuhan secara pribadi di situ. Và thường thì khi tôi đang lái xe, chạy xe ngoài đường chẳng hạn, thì tôi có thể ngợi khen Chúa, tôi có thể cầu nguyện và tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở cùng với tôi đang lúc đó. Không nhất định là tôi phải ở trong hội thánh để cầu nguyện. Saudara, saat ini adalah zamannya social media. Và thời kỳ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay là một thời kỳ của mạng xã hội. Di social media kita bisa memberitakan tentang kemuliaan Allah. Ở trên mạng xã hội thì chúng ta cũng có thể nói về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tetapi di social media kita juga bisa mempublish, menunjukkan kepada orang lain mengenai kesalahan-kesalahan kita, sehingga orang lain akan memuji kita. Nhưng mà ở trên mạng xã hội cũng có thể sẽ là nơi mà chúng ta bày tỏ ra mình đây là công chính, mình đây là người làm những việc tốt, bày tỏ ra cho những người khác thấy để người khác nhìn thấy mình làm những điều đó. Saya sangat mengagumi saudara. Saudara memiliki doa setiap hari. Và tôi rất là ngưỡng mộ hết thảy quý ông bà anh chị em bởi vì chúng ta có thời giờ cầu nguyện mỗi một ngày. Dan live streaming di Facebook atau di media sosial lainnya mungkin. Và chúng ta live stream ở trên Facebook hay là phương tiện khác nữa. Dan saya percaya hadirat Allah nyata di situ. Allah mendengar doa-doa saudara. Và tôi tin rằng sự hiện diện của Chúa ở tại nơi mà quý ông bà anh chị em đang có mặt để cầu nguyện đó và Ngài nghe những lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Allah tidak memperkarakan medianya, dia tidak memperkarakan caranya bagaimana. Và Chúa Ngài không có quan trọng hình thức mà chúng ta cầu nguyện, cách mà chúng ta cầu nguyện đó. Tetapi dia melihat kedalaman hati saudara dan saya pada saat kita ada di live stream itu bagaimana. Nhưng mà Chúa nhìn vào tấm lòng của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, đang khi mà chúng ta live stream chương trình cầu nguyện đó, thì tấm lòng của chúng ta như thế nào Chúa nhìn thấy rõ. Bila kerinduan kita hanyalah satu, yaitu ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lainnya di dalam doa dan mencari Allah, menaikkan doa-doa kita, maka itu yang Allah inginkan.
Và nếu như chúng ta có sự khao khát hết lòng là chúng ta có được sự kết nối mật thiết gần gũi với Chúa, cũng như là có sự kết nối tương giao gần gũi với các anh chị em đồng đức tin của chúng ta, thì dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đó, thì đó là điều mà Chúa đẹp lòng. Tetapi bila motivasi kita, kita menunjukkan di sosial media, perbuatan-perbuatan, semuanya itu tersebut hanya untuk mencari pujian, penghormatan dari manusia, maka itu yang Allah tidak kehendaki. Nhưng mà nếu như chúng ta có thì giờ cầu nguyện, nhưng mà động cơ mục đích của chúng ta chỉ là để người ta thấy là chúng ta tham gia cầu nguyện, có buổi cầu nguyện trong hội thánh, và để cho người ta thấy là mình làm việc này tốt để mà tán dương khen ngợi chúng ta, thì điều đó là không đẹp lòng Chúa. Mungkin pada zaman Yesus, bila saat itu sudah ada kemajuan teknologi sudah luar biasa, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada lain-lainnya. Và nếu như trong thời của Chúa Giêsu mà đã có sự tiến bộ về mặt và kỹ thuật như ngày hôm nay, đã có Facebook, đã có Instagram, những cái hình thức mạng xã hội khác chẳng hạn. Mungkin orang-orang ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu akan selfie dulu sebelum mereka pelayanan. Thì có thể những người Pharisee, những người thầy thông giáo đó, họ sẽ selfie trước khi mà họ hầu vì Chúa, họ cầu nguyện, họ giảng dạy lời Chúa chẳng hạn. Pakaiannya dirapi-rapikan, gestur tubuhnya ditata rapi. Họ sẽ ăn bận thật là chỉnh tề. Dan mereka lakukan selfie, mereka melakukan semata-mata hanya untuk mencari penghormatan dari manusia. Họ sẽ bày tỏ ra cho người khác thấy việc họ làm đó qua cái hình thức ví dụ như là selfie chẳng hạn, như chúng ta ngày hôm nay tỏ ra cho người khác thấy những việc họ làm là sự công chính mà họ đang có. Jadi saudara, motivasi kita itu lebih dilihat Allah daripada medianya atau perbuatannya. Nên động cơ của chúng ta khi chúng ta làm bất kỳ việc gì là điều mà Chúa nhìn thấy, Chúa điều là điều mà Chúa quan tâm hơn là phương tiện mà chúng ta làm những việc đó. Bila motivasi kita hanya untuk supaya dikenal orang lain, dilihat baik, dipuji orang lain, maka itu sesuatu yang salah di mata Tuhan. Nếu như động cơ của chúng ta là để cho người khác thấy, để cho người khác khen ngợi, tán dương, thì đó là điều sai trật trước mặt Chúa. Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14, di situ dikisahkan ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Trong Luca đoạn 18 từ câu số 10 đến câu số 14 thì có chép về hai người đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Tolong dibacakan aja ya, lebih enak. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18. Luca đoạn 18 từ câu số 10 cho đến câu số 14. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Lihat saudara, bagaimana orang Farisi ini begitu sangat hipokrit sekali. Chúng ta có thể thấy người Farisi này giả hình như thế nào. Bahkan di dalam bait Allah, saat mereka bertemu dengan Allah sekalipun, mereka berkata, Tuhan, lihat, ini aku orang yang benar, ini aku orang yang baik, beda dengan dia, pendosa dia itu. Ngay cả trong đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi mà họ gặp gỡ Đức Chúa Trời thì họ còn dám nói rằng: Chúa ơi, nhìn tôi nè, nhìn con nè, con là người công chính chứ không có giống như là người kia, người thâu thuế kia, người bất nghĩa kia. Jadi intinya di sini di khotbah Yesus di atas bukit, di sini Yesus mengingatkan kepada para murid supaya kita berhati-hati menjadi orang yang hipokrit seperti orang Farisi ini. Nên Chúa Giêsu trong khi Ngài giảng dạy ở trên núi thì Ngài nhắc nhở các môn đồ của Ngài cũng như tất cả chúng ta hãy cẩn thận ở trong sự cầu nguyện của mình, hầu cho mình không phải là những người giả hình như người Pharisee. Yesus berkata, sesungguhnya
bila engkau melakukannya di depan mata orang hanya untuk mencari berkat pujian mereka, engkau sudah mendapatkannya, tidak akan mendapatkan berkat dari Bapa-Mu di surga. Và nếu như các ngươi làm mọi việc đó để nhận được phần thưởng từ nơi người khác thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Lalu Yesus kemudian di ayat yang ke-6 melanjutkan lagi, bila engkau berdoa, lakukanlah itu di dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoa di situ. Lakukan intimasi dengan Bapa-Mu secara pribadi. Câu số 6, Chúa Giê-xu dạy rằng khi các ngươi cầu nguyện, thì hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha ngươi. Chính ở tại nơi đó thì hãy xây dựng mối tương giao mật thiết gần gũi với Đức Chúa Cha. Yesus di sini hanya memberikan satu contoh, yaitu kamar, satu ruangan yang dipakai untuk berdoa, bersekutu dengan Allah Bapa. Ở đây Chúa Giê-xu chỉ đưa ra một ví dụ về nơi mà chúng ta cầu nguyện là phòng riêng, là nơi mà chúng ta có thể gây dựng mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. Ya, kamar yang di sini yang dimaksud itu dalam bahasa lainnya itu seperti storeroom untuk simpan sesuatu di dalam, biasanya di bawah tanah itu ya. Trong nguyên gốc của nó thì từ phòng riêng ở đây giống như là một phòng để mà chứa đồ. Nah, Yesus bukan sekali lagi bukan memperkarakan tempatnya, dimanapun saudara dan saya boleh berdoa, boleh mencari menemui Allah. Nah, Chúa Giê-xu ở đây có ý nói rằng nơi mà chúng ta cầu nguyện không quan trọng, nhưng mà tại nơi đó là chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa ở trong mối tương giao với Ngài. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, seringkali Yesus menarik diri dari kerumunan orang, dia pergi ke atas bukit, dia pergi ke taman untuk berdoa sendirian, bertemu dengan Bapa di sana. Nếu như chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều lần Chúa Giê-xu đã ẩn mình khỏi đám đông và đến một nơi yên tĩnh để mà có thể cầu nguyện với Đức Chúa Cha, có một mối tương giao mật thiết với Cha của mình tại nơi yên tĩnh đó. Saudara, intinya bukan tempatnya, bukan caranya. Và ý nghĩa mà chúng ta học được ở đây đó là nơi chúng ta cầu nguyện hay cách chúng ta cầu nguyện không quan trọng đâu. Biarlah setiap kita malam hari ini diingatkan supaya kita memiliki motivasi yang benar bahwa kerinduanku hanya mencari Allah. Aku hanya ingin bergaul dengan Allah, mengenal Dia secara intim, bukan yang lainnya. Và nguyện cho buổi tối hôm nay tất cả chúng ta đều có một tấm lòng khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hết lòng trong việc tìm kiếm Chúa, chúng ta muốn được mật thiết với Chúa, chúng ta muốn hiểu về chính mình Ngài càng hơn. Saudaraku, pada saat kita seringkali menarik diri dari keramaian, menarik diri dari perhatian orang, saudara dengan sendiri menarik diri dari rutinitas pelayananmu, itu sangat penting sekali, saudara. Và có nhiều khi chúng ta ở một mình, ra khỏi nơi đông người, có một thời gian để ở riêng, hay là chúng ta dừng những cái hoạt động thường chúng ta thường làm mỗi ngày để ở riêng với Chúa. Karena seringkali pelayanan kita itu jadwalnya padat. Đó cũng kita nggak memiliki. Đó cũng là. Sorry. Và đó cũng là điều quan trọng chúng ta cần phải làm, bởi vì nhiều khi lịch trình của chúng ta quá dày đặc và chúng ta không có thời gian ở riêng với Chúa. Kita nggak memiliki waktu secara pribadi dengan Allah sendiri. Ta không có thời gian quý báu để ở riêng với Chúa. Kita berpikir aku memberikan semuanya out bagi pelayanan. Chúng ta nghĩ rằng tôi đã dốc đổ hết mọi thứ tôi có trong việc hầu việc Chúa. Kita berpikir bahwa semakin sibuk kita, semakin baik dan menyenangkan Allah. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta càng bận rộn thì chúng ta sẽ càng làm đẹp lòng Chúa. Semakin banyak jadwal dalam pelayanan, semakin sibuk dalam terlibat dalam pelayanan, itu semakin baik kita pikir seperti itu. Có nhiều khi chúng ta nghĩ là lịch làm việc, lịch chia sẻ lời Chúa của chúng ta càng dày đặc hơn, chúng ta bận rộn thì nghĩa là chúng ta làm đẹp lòng Chúa hơn. Tapi yakinlah saudara, bila engkau melakukan itu semuanya, pada suatu saat saudara akan mengalami titik kejenuhan. Nhưng mà hãy tin tôi đi, nếu như chúng ta cứ bận rộn hoài, chúng ta không có thời gian để mà ở riêng với Chúa, thì đến một ngày chúng ta sẽ đến một cái đỉnh điểm, chúng ta sẽ không có còn hiệu quả nữa. Ingat, Yesus seringkali dia menarik diri dari kerumunan orang. Dia enggak memperdulikan kerumunan orang yang mencari dia. Dia memberikan waktu sendirian
dengan Bapa untuk berdoa di situ. Chúng ta hãy nhớ là chính Chúa Giêsu cũng là đã ẩn mình khỏi giữa đám đông ở một mình với Đức Chúa Cha, bất kể là đám đông có chạy đến tìm kiếm Ngài để mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi Ngài, thì Ngài luôn luôn ưu tiên có thời gian để ở riêng với Cha của mình. Saudaraku, ini pribadi saya, seringkali pada saat saya melakukannya seperti itu, saya nggak banyak berbicara kepada Allah. Và đây là kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi. Khi tôi cầu nguyện thì thường là tôi không có nói nhiều với Chúa. Saya menyembah Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Dan kemudian dia mengingatkan, memberikan insight. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru dalam pikiran dan hati saya. Thường là tôi thờ phượng Chúa, rồi tôi yên lặng và để cho... Sau đó thì chính Đức Thánh Linh Ngài là đấng sẽ đem đến cho tôi những điều mà Ngài muốn dạy dỗ tôi, và Chúa sẽ nhắc nhở tôi một điều gì đó mà tôi cần được nhắc nhở. Intinya kita memiliki satu waktu sendiri dengan Bapa dalam persekutuan kita dengan Dia. Điều tôi muốn nói ở đây là hết thảy chúng ta hãy có một khoảng thời gian riêng tư với chính mình, với Chúa ở trong mối tương giao của chúng ta với Ngài. Itu sangat penting sekali, saudara. Đó là điều rất là quan trọng. Saudara, kita melihat ayat yang ke-7 dan ke-8 kemudian. Chúng ta hãy xem câu số 7 và câu số 8 của Matthew đoạn 6. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì có lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Nah, di sini Yesus mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita jangan bertele-tele di dalam berdoa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta cầu nguyện thì đừng nói những lời lặp lại vô ích hay là cầu nguyện một cách dài dòng. Yesus mengingatkan supaya kita berdoa tidak seperti para pagan, orang-orang kafir, agama-agama kafir. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hồi khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta không giống như những người ngoại theo các tôn giáo khác, khi họ cầu nguyện giống như là họ chỉ đọc kinh, tụng kinh vậy thôi. Mereka berpikir bahwa semakin banyak kata-katanya yang kosong, itu kata-kata kosong yang meaningless, mereka berpikir semakin lama, semakin panjang banyak kata-kata itu, maka dewa-dewa akan bereaksi, merespon doa-doa dan pengharapan mereka. Những người ngoại giáo thì họ nghĩ rằng khi họ lặp đi lặp lại những từ ngữ không có ý nghĩa, họ lặp lại những lời cầu nguyện dài dòng, thì các thần của họ sẽ nghe và cảm động để làm theo những gì mà họ mong muốn. Saya mau mengajak setiap kita untuk melihat satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26. 18, 26. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Và tôi muốn hết thảy quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta cùng xem một câu kinh thánh ở trong các vua nhất đoạn 18 câu số 26. Các vua nhất đoạn 18 câu số 26 chép rằng: Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng: Hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng có ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Saudara nanti bisa membacanya sendiri, ini antara Elia dengan para imam-imam agama-agama atau penyembah Baal. Chúng ta có thể đọc hết câu chuyện này sau. Đây là câu chuyện giữa Eli và các tiên tri của thần Baal. Baal, para imam Baal ini, penyembah Baal ini, apa yang mereka lakukan? Semakin banyak mereka berteriak mereka di sini dengan suara yang luar biasa. Mereka pikir Allahnya, dewanya akan menjawabnya. Và điều mà các tiên tri của thần Baal đã làm ở đây đó là đã cầu khẩn, la hét từ sớm mai cho đến trưa và hy vọng rằng khi mà họ làm như vậy thì ba anh sẽ đáp lời. Mereka berdoa dengan suara kenceng, mereka melakukan hal yang luar biasa dari pagi sampai seharian itu. Mereka berpikir dengan melakukan itu semuanya maka dewa Baal itu akan merespon doanya. Các tiên tri của thần Ba Anh này đã cầu khẩn to tiếng cả ngày từ sớm sáng sớm cho đến trưa và hy vọng rằng thần Ba Anh sẽ đáp lại lời cầu nguyện của họ. Nah, Yesus mengingatkan setiap para murid jangan
banyak kata-kata yang meaningless. Và Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ của Ngài là khi cầu nguyện thì đừng cầu nguyện những lời không có ý nghĩa, những lời vô nghĩa. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah bata logio. Bata logio. Bata logio. A meaningless word. Use vain repetition, diulang-ulang terus. Yeah. Những cái từ mà lặp đi lặp lại ở trong tiếng Hy Lạp là bata logios. Itu kalau di dalam NIV, dalam terjemahan New English Version diterjemahkan keep on bubbling, kayak orang mengoceh terus. Nếu như trong bản kinh bản dịch cái thánh tiếng Anh bản quốc tế mới thì là đó là những người mà cứ nhai đi nhai lại hoài, nói đi nói lại hoài một vấn đề nào đó. Nah, orang-orang kafir ini seperti di dalam kisah Elia ini, mereka berpikir dengan semakin banyaknya kata-kata yang panjang, kata-kata yang kosong tanpa makna itu dewanya akan dipuaskan dan dewanya akan menjawab doa-doa mereka. Những người là tiên tri của thần Ba-an nghĩ rằng khi mà họ cầu nguyện dài dòng, khi mà họ la lớn tiếng thì thần Ba-an sẽ hài lòng mà làm theo những gì mà họ mong muốn. Yesus mengingatkan kita jangan menjadi seperti para pagan itu. Dia berkata, kalau engkau melakukannya itu, maka engkau seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Và Chúa Giêsu đã nhắc nhở hết thảy chúng ta là đừng cầu nguyện như những người theo các tôn giáo khác đó, những người ngoại giáo đó, bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì giống như chúng ta không nhận biết Chúa của chúng ta là ai. Bukan juga Yesus melarang supaya kita berdoa panjang dan doa yang kita ulang secara terus menerus, saudara. Melarang. Chính Chúa Giêsu cũng không có cấm chúng ta là cầu nguyện dài hay là cầu nguyện lặp lại một vấn đề nào đó mà chúng ta đang muốn cầu nguyện dâng lên cho Chúa, không phải là không có ý cấm. Di dalam Lukas 26 ayat 12, Yesus juga pernah berdoa semalam-malaman. Lukas 6 ayat 12. Ở trong Luca đoạn 6 câu số 12 thì chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cả đêm. Yesus berdoa semalam-malaman, saudara. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cả đêm. Dan di dalam Matius 26 ayat 44, Yesus juga mengulangi doa yang sama. Bapa, bila engkau kehendak, bila boleh, bila kiranya ini cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tetapi kehendakmu saja yang terjadi. Lukas berapa, Pak? Tadi doa semalaman itu Lukas 6 ayat 12. Iya, udah. Kemudian doa yang Yesus ulangi, doa yang sama. Iya. Di dalam Matius 26 ayat 44. Iya. Và chính Chúa Giêsu cũng đã lặp lại lời cầu nguyện của Ngài ở trong Matthew đoạn 26 câu số 44. Jadi Yesus juga pernah berdoa semalam-malaman, saudara. Chúa Giêsu cũng đã từng cầu nguyện cả đêm. Seringkali kalau diajak doa semalam-malaman, aduh ngantuk semua, saudara. Thường thì khi chúng ta cầu nguyện thức đêm để mà cầu nguyện thì thường là chúng ta mệt mỏi và buồn ngủ. Tapi Yesus melakukannya, para murid mereka ngantuk, nggak tahan mereka. Nhưng mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cả đêm như vậy, các môn đồ của Ngài đã không chịu nổi. Di dalam doa itu Yesus mengucapkan doa yang sama. Ở trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thì Ngài lặp lại cùng một lời cầu nguyện. Saudaraku, di sini Yesus mengajarkan kepada kita doa itu merupakan sikap ketergantungan kita kepada Bapa, sikap berserah kepada Bapa. Ở đây Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng khi chúng ta cầu nguyện thì đó là bằng cớ bày tỏ ra rằng chúng ta là những người nương cậy nơi Chúa, chúng ta phụ thuộc vào Chúa. Pagi ini kami mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa, saudara. Và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng đã có một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Kami memiliki satu pergumulan untuk studi anak kami. Chúng tôi có một sự cầu nguyện cho một lời cầu xin Chúa về việc học của con trai chúng tôi. Singkat ceritanya, kami bergumul, kami berdoa. Semalam kami berdoa lagi, menyerahkan kepada Allah. Và
cái câu chuyện thì dài nhưng mà chúng tôi đã hết lòng để cầu nguyện với Chúa và cả đêm đã trao phó cho Chúa về việc học của con chúng tôi. Pada saat saya mempersiapkan materi ini, saudara, Tuhan mengingatkan engkau jangan cuma bisa mengajar saja, tetapi engkau harus mengalaminya juga. Và đang khi tôi chuẩn bị cái phần chia sẻ này cho quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay thì Chúa đã nhắc nhở tôi rằng con không thể nào mà chỉ có dạy những cái lời này mà chính bản thân con lại không trải nghiệm những lời mà con dạy này. Saya memiliki damai sejahtera bahwa Allah pasti Dia adalah Bapa yang baik pada saat kita mencari Dia, berserah, mencari pengharapan kita kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan menolong kita pada waktunya. Và tôi có một được sự bình an và tin chắc rằng chính Chúa Ngài là Cha nhân từ, Ngài là đấng chăm sóc gìn giữ, Ngài là đấng làm mọi điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Saya belajar untuk berserah kepada kedaulatannya, apapun keputusannya itu terbaik buat kami. Và chúng tôi đã học cách để mà trao phó lên hết cho Chúa, bất kể điều gì có xảy ra nữa đi chăng nữa, quyết định từ nơi Chúa là như thế nào đi chăng nữa thì đó là quyết định tốt nhất. Istri saya, waduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Và vợ tôi thì tôi cũng rất là lo lắng, phải như thế nào đây, phải như thế nào đây. Kita sudah berdoa serahkan saja kepada Dia. Nhưng mà sau đó chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi trao phó lên cho Chúa nan đề của chúng tôi. Dan pagi hari ini kami mendapatkan jawaban yang luar biasa. Và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi đã nhận được câu trả lời thật là tuyệt vời. Saudaraku, Bapa Allah kita itu adalah Bapa kita. Và Chúa của chúng ta là Cha của chúng ta. Jadi bukan karena doa kita yang panjang atau doa kita yang pendek, doa yang diulang-ulang, bukan masalahnya itu. Bởi vậy nên vấn đề ở đây không phải là lời cầu nguyện của chúng ta dài hay là ngắn. Tapi Allah kita adalah Bapa kita, saudara. Nhưng mà Chúa của chúng ta cũng chính là Cha của chúng ta. Dia mengetahui, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang 8 ini, Bapa kita ini mengetahui apa yang engkau perlukan. Và câu số 8 cho chúng ta biết rằng Cha của chúng ta biết rõ điều mà chúng ta cần. Bahkan sebelum engkau mendoakannya, Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ngay cả trước khi quý ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện thì Chúa đã biết trước điều gì là tốt nhất cho chúng ta rồi. Sekali lagi, jangan pernah ragu akan belas kasihannya. Và một lần nữa tôi muốn là hết thảy chúng ta đừng bao giờ nghi ngờ về lòng thương xót của Chúa. Bila saudara memiliki satu pergumulan di dalam doamu, berdoalah karena itu bentuk bergantungnya kita kepada belas kasihan Bapa kita. Và nếu như có một điều gì đó mà chúng ta đang dự định, đang cầu nguyện, cầu xin Chúa, thì chúng ta hãy cầu nguyện dâng lên cho Chúa và trao phó cho Ngài, lệ thuộc vào Ngài. Tapi jangan berpikir semakin banyaknya kata-kata kita, maka Allah akan merespon kita. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng mình cầu nguyện càng dài thì Chúa sẽ càng chịu lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Saudaraku, persekutuan yang intim dengan Bapa akan menimbulkan kepercayaan. Mối tương giao mật thiết với Cha thì sẽ làm nảy sinh sự tin cậy, trông cậy của chúng ta nơi Ngài. Seorang bapa tidak pernah memiliki rencana yang buruk buat anak-anaknya. Một người cha thì không, một người cha nhân từ sẽ không có dự định những điều xấu cho con cái của mình. Seorang bapa selalu ingin memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Một người cha sẽ luôn muốn là có thể đem đến những điều tốt nhất cho con cái của mình. Alkitab mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Cha chúng ta là Cha nhân từ. Dia mengetahui secara persis kebutuhan seorang demi seorang dari antara saudara. Và Chúa biết rõ nhu cầu của mỗi một người trong số quý ông bà anh chị em. Mungkin malam hari ini engkau tidak pernah sharing kepada pendetamu, kepada saudara-saudaramu yang lain. Engkau memiliki pergumulan sendiri yang kau bawa di hadapan Allah. Và có thể buổi tối hôm nay chúng ta có một điều mà chúng ta chưa bao giờ chia sẻ với mục sư của mình hay là những người anh chị em của mình. Chúng ta chỉ nói với Chúa về điều mà chúng ta đang dự định, chúng ta đang mong muốn đó thôi. Mungkin realitanya gak baik, situasinya semakin worse. Có thể là thực tại đang không có tốt đẹp và mọi thứ dường như là càng tệ hơn. Tetapi jangan ragukan akan kebaikan Bapa. Dia adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi saudara
Dia tahu kebutuhan saudara seorang demi seorang. Nhưng mà dù có hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng bao giờ nghi ngờ sự nhân từ của Chúa chúng ta. Ngài là Cha biết rõ những nhu cầu mà chúng ta có trong đời sống của mình. Bahkan mỗi một người, Ngài biết rõ. Bahkan dia mengatakan, Alkitab mengatakan, sebelum kita berdoa pun, sebelum kita menyampaikan kepada Bapa, dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita doakan. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rõ rằng trước khi chúng ta cầu xin Ngài thì Chúa đã biết rõ những nhu cầu của chúng ta rồi. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan Bapa sudah tahu kebutuhan saya, Dia sudah tahu apa yang akan saya doakan, buat apa saya berdoa? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như Cha đã biết những nhu cầu của tôi rồi thì tôi còn cần cầu nguyện làm gì nữa? Ya, saudara dan saya harus terus berdoa karena itu bentuk kebergantungan kita kepada Dia dan berserahnya kita kepada belas kasihan-Nya. Chúng ta vẫn luôn cần phải cầu nguyện bởi vì đó là bằng chứng bày tỏ rằng chúng ta lệ thuộc nương cậy nơi chính mình Chúa và chúng ta trao phó đời sống chúng ta mọi điều chúng ta đang dự định ấp ủ đó ở trong vào trong sự thương xót lòng thương xót của Ngài. Lucas 18 ayat 1. Luca đoạn 18 câu số 1. Ya, Lucas 18 ayat 1. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Ya, ini satu perumpamaan Yesus memberikan satu perumpamaan ada seorang hakim dan seorang wanita yang terus berdoa, terus meminta mendesak kepada hakim itu. Yesus đã đưa ra một thí dụ về một vị quan và một người đàn bà quá đến để cầu xin người vị quan án này. Yesus menasihatkan kepada kita supaya kita seperti seorang ini yang tidak cemu-cemu untuk terus berdoa, berdoa terus, berharap mencari Allah, mencari persekutuan dengan Allah. Và cũng giống như người đàn bà quá này luôn đến với vị quan án này để cầu xin xét lẽ công bình thì chúng ta đây là những con cái của Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện luôn không hề mỏi mệt, luôn nương cậy nơi chính mình Chúa, trao phó mọi điều lên cho Chúa. Tetapi ingat sikap hati kita harus benar pada saat kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nên nhưng mà có một điều chúng ta phải nhớ là khi cầu nguyện thì tấm lòng của chúng ta động cơ ở trong tấm lòng của chúng ta phải đúng đắn trước mặt Chúa. Doa itu bukan seperti model satu bisnis. Aku sudah berdoa, Tuhan, Engkau harus menjawab doa saya. Và cầu nguyện không phải là một hình thức kinh doanh đâu. Chúng ta không thể nói với Chúa rằng Chúa ơi con cầu nguyện rồi bây giờ Chúa đáp lời đi nha. Aku sudah berdoa berjam-jam, Engkau harus jawab saya. Con đã cầu nguyện cả hàng tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ phần của Chúa là trả lời con đi. Itu bukan intimasi, itu bukan persekutuan dengan Bapa. Nếu mà như vậy thì đó không phải là mối tương giao hay là mối liên hệ mật thiết với Chúa. Yesus di sini mengajarkan supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Ở đây Chúa Giêsu dạy rằng mỗi một chúng ta đều phải có một mối tương giao mật thiết với Chúa. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik yang tahu kebutuhan saudara dan saya. Hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là người Cha nhân từ và Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta. Dia akan memberkati kebutuhanmu, kebutuhan saya. Và chính Ngài là đấng sẽ đáp ứng những nhu cầu của quý ông bà anh chị em và chính mình thôi. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Dia akan menjawab keinginanmu dan keinginan kita, keinginan saya. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa sẽ làm theo những điều mà chúng ta mong muốn. Kebutuhan dan keinginan itu beda, saudara. Nhu cầu và những điều mà chúng ta mong muốn đó là khác nhau đó. Dia adalah Bapa yang baik, yang tahu, yang menjadi kebutuhan kita. Đức Chúa Trời là Cha nhân từ và Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta và Ngài đáp ứng những nhu cầu đó. Berdoalah dengan penuh keyakinan sebagai seorang anak dan bapa. Và chúng ta hãy cầu nguyện với một tấm lòng trông cậy và biết rõ đó là Cha là đấng chăm sóc chúng ta giống như là một người con đối cùng cha của mình vậy khi chúng ta cầu nguyện có sự tin tưởng với chính mình Ngài. Dan bapamu di sorga yang tahu kebutuhanmu, Dia akan menggenapinya.
untuk kemuliaan Dia. Baik, Cha của chúng ta là Cha nhân từ ở trên trời, Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta, Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu đó vì sự vinh hiển của Ngài. Kemudian di dalam Matius 6 tadi ayat 9 Dia mengatakan Yesus memberikan satu contoh doa supaya kita tiru, yaitu doa Bapa kami yang sudah kita kenal sama-sama. Và từ câu số 9 đến câu số 13 là một lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và chúng ta đều biết lời cầu nguyện chung này. Lihat di situ Dia menunjukkan bahwa Bapa Allah itu adalah Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Ở trong bài cầu nguyện này thì chúng ta thấy rằng Chúa chính là Cha và chúng ta là con cái của Ngài. Pada saat saudara meninggikan Dia, mengkuduskan namanya, sebenarnya seharusnya sebagai anak-anak kita juga harus hidup kudus. Và khi chúng ta tôn cao Chúa, chúng ta tôn cao danh thánh của Ngài, thì chúng ta là con cái của Ngài, thì chúng ta cũng phải sống một đời sống thánh khiết. Dan kemudian di ayat 10 berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Câu số 10 chép rằng nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Saudara, Yesus itu adalah Bapa, adalah maaf ya, ada suara-suara yang lain. Saya sedikit terganggu ada suara yang lain. Maaf. Ya, có những có người đang đến nhà tìm chúng tôi nên tôi hơi bị phân tâm một chút, xin lỗi các bạn. Ini kalau karena kami tinggal di desa itu suara-suara itu banyak sekali, seringkali kami harus kasih tahu jangan suara rame ya, kami sedang ada Zoom ini. Dạ, xin lỗi quý ông bà anh chị em, bởi vì chúng tôi đang ở tại một cái làng nhỏ nên nhiều khi chúng tôi có những buổi Zoom như thế này phải nói cho mọi người hàng xóm xung quanh là chúng tôi đang bận nha, đừng có nói to nha để chúng tôi có thể. Jadi saya agak pelan sedikit tadi. Kita kembali lagi ayat 10 sih. Jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Chúng ta sẽ quay lại với câu số 10 của Matthew đoạn 6. Câu này chép rằng nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Saudara, kita merindukan supaya kedaulatannya, kerajaannya terjadi di muka bumi ini. Và chúng ta trông đợi rằng sự tể trị của chính mình Chúa sẽ đến trên đất này. Dan pada saat Yesus datang ke dunia, maka kerajaannya itu sudah ada dan itu akan digenapi nanti di dalam kekekalan. Và khi Chúa Giêsu đến trên thế gian này thì nước của Ngài đã đến rồi và sẽ được trở nên toàn hảo trọn vẹn ở trong cõi đời đời. Tetapi ingat doa itu meski satu sisi kita berbicara kepada Allah, di satu sisi kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagian kita. Ada bagian Allah yang harus memang Allah saja yang bisa lakukan dan ada bagian kita yang kita harus bertanggung jawab juga. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện dâng trình lên cho Chúa và có phần của chúng ta mà chúng ta phải thực hiện, có trách nhiệm mà chúng ta cần phải làm trọn. Yesus mengatakan di dalam doanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa yang sama tadi itu ya. Doa yang sama. Biarlah bila boleh cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia menunjukkan bahwa sikapnya ketaatan kepada Allah Bapa itu penting. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng nếu đẹp ý Chúa, xin hãy cất chén này ra khỏi con, nhưng theo ý của Ngài chứ không theo ý của con. Và chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu Ngài đầu phục quyền tể trị và quyết định của Đức Chúa Cha. Dan kita ini adalah warga kerajaan surga. Seharusnya saudara dan saya bukan hanya berdoa saja, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, di dalam bergereja, di dalam semua lingkungan hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah yang menunjukkan sifat-sifatnya Yesus di muka bumi ini. Và chúng ta phần là con cái của Chúa thì không chỉ là cầu nguyện, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ ra chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra những điều thuộc về vương quốc của chính mình Ngài ở trên đất này. Oleh karena itu, makanya kehendak Allah akan terjadi pada saat saudara dan saya juga terlibat di dalam kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Và ý muốn của Chúa cũng sẽ được nên ở trên đất này khi chúng ta giữ phần vào trong ý định đó của chính mình Ngài, bày tỏ ra vương quốc của Ngài trên đất này. Dan kemudian kita sudah tahu ayat 11 ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Và chúng ta cũng đã biết lời cầu nguyện được chép ở trong câu số 11 này: xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Ingat makanan kami yang secukupnya. Setiap kita harus mengucap syukur untuk berkat Tuhan, tetapi jangan greedy juga. Kebutuhan dan keinginan kita harus bisa bedakan. Và chúng ta cần phải biện biệt được nhu cầu cũng như là mong muốn của chúng ta. Chúng ta phải có sự biết ơn, có lòng cảm tạ và biết ơn Chúa về mọi điều mà Chúa ban cho chúng ta mỗi một ngày. Dan ayat 12-13 mengingatkan supaya kita juga mengampuni kesalahan orang lain seperti Bapa mengampuni salahnya kita. Câu 12, câu số 13 cũng nhắc nhở chúng ta là rằng chúng ta phải tha lỗi cho người khác cũng như cha chúng ta tha tội lỗi cho chúng ta. Dan dia mengingatkan kita juga di dalam doa ini ayat 13, jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Câu số 13 chép rằng xin Chúa để chúng tôi bị cám dỗ nhưng cứu chúng tôi khỏi điều ác. Karena meskipun kita sangat kelihatannya religius, tetapi setiap kita itu juga rawan jatuh dalam doa, dalam dosa, saudara. Đó là bởi vì mặc dù chúng ta là những người hết lòng đi theo Chúa, chúng ta có thể là nghiêm túc ở trong đời sống đức tin của mình, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng để bị kém dỗ. Dan kita setiap hari harus minta pertolongan Allah supaya kita terbebas, ditolong oleh Roh Kudus setiap saat untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan dosa. Và bởi vậy nên mỗi một ngày chúng ta phải cầu xin sự giúp đỡ từ nơi Đức Thánh Linh và cho chúng ta có thể thắng hơn những sự kém dỗ tội lỗi đó. Dan yang terakhir di ayat 14-15 mengingatkan kepada kita yang paling penting pada saat kita mencari Allah, seharusnya hati kita sudah beres dengan sesama kita. Tidak ada menyimpan kepahitan hati kesalahan orang lain. Và câu 14, câu số 15 cũng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng khi chúng ta đến trước mặt Chúa, đó là chúng ta đã giải quyết xong mọi nan đề, mọi điều khúc mắc với anh em của mình. Chúng ta đã tha lỗi cho họ, chúng ta đã tha lỗi cho nhau rồi. Akan percuma sia-sia kita terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan doa, tetapi di hati kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak mampu mengampuni mereka, kita terus menyimpan dendam dan tidak bisa mengampuni. Và mọi lời cầu nguyện, mọi việc chúng ta làm để hầu việc Chúa chỉ là vô ích thôi nếu như trong tấm lòng của chúng ta vẫn còn kìm giữ những việc làm sai trật, những sự tổn thương, những điều không đúng mà người khác làm với mình, chúng ta vẫn còn kìm giữ những điều đó, không chịu tha thứ, thì mọi việc chúng ta làm cho Chúa chỉ là vô ích thôi. Malam hari ini, saudaraku, Yesus mengingatkan kepada para murid, dia mengingatkan kepada kita, pada saat kita berdoa, bukan ditujukan untuk mencari penghormatan, pengakuan orang lain, tapi doa-doa kita, kita lakukan untuk kepada Allah saja. Buổi tối hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ của Ngài và nhắc nhở mỗi một chúng ta là khi chúng ta cầu nguyện thì đừng tìm kiếm sự công nhận, tìm kiếm sự khen ngợi từ nơi người khác. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện là chỉ đến với ra mắt một mình Chúa mà thôi, tương giao với một mình Ngài mà thôi. Nikmati persekutuan kita dengan Allah dan izinkan ada saatnya kita tidak banyak berbicara kepada Allah, membawa seruan-seruan doa kita, tetapi ada saatnya kita berdiam diri, mengizinkan Roh Kudus berbicara, kita mendengar suaranya. Hãy vui hưởng ở trong mối tương giao mật thiết với chính mình Chúa và hãy để cho chính mình Chúa có thời giờ để có thể phán với chúng ta những điều Ngài muốn phán. Không chỉ là chúng ta nói với Chúa nhưng mà hãy để thời giờ để Đức Thánh Linh Ngài phán dạy chúng ta những điều mà Ngài muốn phán dạy. Dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, seringkali kita menjadi panik dan kita membawa semuanya kepada Bapa dan kita sibuk berbicara hanya kepada Dia dan kita lupa untuk mendengar suaranya juga. Có nhiều khi mọi điều xảy đến trong đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta lo lắng, sợ hãi. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ nói và nói và nói và Chúa phải lắng nghe thôi. Chúng ta quên mất là chúng ta phải lắng nghe Ngài để chính mình Ngài nói với chúng ta nữa, phán với chúng ta nữa. Semalam saya tidur hampir pagi. Và buổi tối hôm qua thì đến gần sáng thì tôi mới ngủ. Ini bukan bermaksud seperti saya mencari perhatian orang ya. Nggak. Tetapi menjadi satu contoh ya. Ý tôi khi tôi kể ra như vậy không phải là để
mọi người thấy điều tôi làm không phải cái ý đó, chỉ là ví dụ thôi. Saya menikmati hadirat Allah sendirian ketika suaranya sudah tenang. Ini di desa, kami tinggal di desa, banyak suara-suara bising kanan kiri. Và khi mà khuya, đêm đã khuya như vậy thì ở làng chúng tôi thì không còn có nhiều tiếng ồn nữa và rất là yên tĩnh. Saya tidak disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Saya tenang sendirian dengan Allah, saya menikmati persekutuan dengan Bapa. Tôi không còn bận rộn với những hoạt động khác nữa và tôi có thể được yên lặng ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong mối tương giao với Cha. Dan disitulah dia berbicara, tenanglah, berserahlah. Và chính lúc mà tôi yên lặng ở trong sự hiện diện của Chúa đó thì Chúa phán rằng hãy bình tĩnh, hãy yên tĩnh, hãy được bình an. Ya Bapa yang baik, dia tahu kebutuhan kita yang terbaik. Dia sangat baik. Dia akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Và Cha của chúng ta là Cha vô cùng nhân từ và Ngài sẽ đáp ứng, Ngài sẽ ban cho tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta đang có trong đời sống của mình. Yang terpenting motivasi kita benar di hadapan Tuhan bukan untuk mencari perhatian manusia, tetapi kita mencari Allah di dalam persekutuan doa kita. Và điều quan trọng nhất đó là động cơ của chúng ta là một động cơ đúng đắn khi chúng ta cầu nguyện. Đó là không phải là cầu nguyện để nhằm mục đích là tìm kiếm sự công nhận, khen ngợi từ nơi người khác, nhưng là được ở trong mối tương giao mật thiết với chính mình Chúa. Maka Bapa kita akan memberkati kita. Và khi chúng ta làm như vậy thì chính Cha là đấng sẽ ban thưởng cho chúng ta. Sudah terus berdoalah di Facebook. Dengan live stream itu bagus sekali karena saudara mendoakan banyak orang, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan lainnya. Và quý ông bà anh chị em hãy cứ tiếp tục cầu nguyện trên Facebook, trên Zoom như thế này, bởi vì chúng ta làm có thời giờ như vậy để cầu nguyện cho nhiều điều, cầu nguyện cho tôi tới Chúa, đầy tới Chúa, cầu nguyện cho công việc Chúa. Saya mengagumi stamina kerohanian saudara. Và tôi rất là ngưỡng mộ sự sốt sắng thuộc linh của quý ông bà anh chị em. Saya bersyukur ada banyak pendoa-pendoa syafaat di gereja di kamu. Và tôi cũng cầu nguyện sẽ có nhiều người cầu thay từ hội thánh tại Cà Mau. Terus doakan hamba Tuhanmu, doakan hamba-hamba Tuhan yang lain, doakan pekerjaan Tuhan, doakan semua jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Hãy cứ tiếp tục cầu nguyện cho người lãnh đạo của quý ông bà anh chị em, những người lãnh đạo khác, cầu nguyện cho các anh chị em của mình, cầu nguyện cho công việc Chúa. Tapi kita melakukannya meskipun live stream, kita lakukannya untuk Tuhan, bukan untuk mencari perhatian dan penghormatan manusia. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện mặc dù là live stream nhưng mà với một tấm lòng là muốn làm đẹp lòng Chúa, nương cậy nơi Chúa, chứ không phải là tìm kiếm sự công nhận khen ngợi từ nơi người khác. Saya sangat percaya doa-doa saudara, para pendoa syafaat yang setiap hari berdoa, itu sudah banyak memberkati banyak anak-anak Tuhan. Và tôi tin chắc rằng những lời cầu thay của hết thảy, những người cầu thay đến từ hội thánh của quý ông bà anh chị em đã chúc phước cho rất là nhiều con cái Chúa. Engkau menopang hamba Tuhanmu, meskipun engkau punya pergumulan sendiri. Mặc dù quý ông bà anh chị em có thể có những nan đề riêng của mình, nhưng mà trong lời cầu nguyện đã nâng đỡ người lãnh đạo của mình. Yakinlah, Bapakmu di surga tahu kebutuhan hatimu. Dia tahu persis apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, dan dia akan memberkati setiap kebutuhan pergumulan doa kita. Hãy biết chắc rằng Cha của chúng ta ở trên trời, Ngài biết rõ những điều ở trong tấm lòng của quý ông bà anh chị em, những suy nghĩ trong tâm trí của ông bà anh chị em. Ngài biết rõ những nhu cầu của ông bà anh chị em và sẽ chúc phước lại cho ông bà anh chị em. Amen. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Amen. Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Malam hari ini ya Bapa yang hidup. Lạy Cha buổi tối hôm nay. Biarlah hati kami engkau sentuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nguyện cho tấm lòng của mỗi một chúng con Ngài là đấng đến và động chạm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Kami rindu memiliki persekutuan yang intim dengan-Mu saja ya Bapa. Chúng con khao khát có được một mối tương giao mật thiết với chính một mình Ngài mà thôi. Kami rindu mengenal kehendak-Mu.
Chúng con mong muốn nhận biết đường lối của Ngài. Kami rindu mengenal isi hatimu ya Bapa. Và chúng con mong muốn biết những điều có ở trong tấm lòng của Ngài. Tarik hati kami untuk semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Xin Ngài kéo tấm lòng của chúng con ngày càng gần gũi với Ngài hơn. Biarlah hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami satu-satunya. Nguyện chỉ một mình Ngài là điều mà chúng con mong muốn và khao khát trong đời sống này. Semakin lebih dekat lagi, semakin lebih dekat lagi dan bersekutu denganmu saja. Và hội xin Chúa cho chúng con ngày càng gần gũi, ngày càng mật thiết hơn với chính mình Ngài và chỉ ở trong mối tương giao với Ngài mà thôi. Bapa, aku mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay. Biarlah kami diingatkan semuanya untuk memiliki motivasi yang benar. Nguyện mỗi một chúng con đều được nhắc nhở hội cho chúng con có động cơ đúng đắn trước mặt Ngài. Kami melakukan doa-doa kami bukan karena mencari perhatian dan penghormatan manusia. Chúng con cầu nguyện không phải để tìm kiếm sự công nhận, sự tôn trọng đến từ con người. Tetapi sungguh kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dekat denganmu saja ya Bapa. Nhưng mà chúng con cầu nguyện vì chúng con mong muốn có được một mối tương giao ngày càng mật thiết hơn với chỉ duy một mình Ngài. Ajari kami juga untuk mendengar suara rohmu. Và xin Chúa cũng dạy dỗ chúng con, hầu cho chúng con có thể lắng nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh. Terima kasih untuk hadiratmu malam hari ini ya Tuhan. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài buổi tối hôm nay. Berkati setiap anak-anak Tuhan malam hari ini dalam pergumulan doa mereka masing-masing. Xin Chúa chúc phước cho hết thảy con cái Ngài trong những nan đề, trong những điều mà họ đang dự định. Apapun situasi anak-anakmu malam hari ini. Bất kể con cái Ngài đang ở trong hoàn cảnh nào buổi tối hôm nay. Apapun pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Bất kể điều mà họ đang ấp ủ dự định là gì đi chăng nữa. Situasinya boleh semakin kacau mungkin. Có thể là hoàn cảnh ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tetapi biarlah hati kami semakin mendekat kepadamu dan kami tidak jemu-jemu berdoa dan menanti-nantikan Engkau. Nhưng mà nguyện cho tấm lòng của chúng con sẽ luôn luôn gần gũi mật thiết với Ngài và chúng con cầu nguyện nương cậy nơi chính mình Ngài luôn. Biarlah kami tidak meragukan akan belas kasihan-Mu. Nguyện mỗi một chúng con không hề có sự nghi ngờ về lòng thương xót của Ngài trên đời sống chúng con. Bahwa Engkau Bapa yang baik yang tidak memiliki rencana yang jahat bagi anak-anaknya. Chúng con sẽ không có sự nghi ngờ rằng chính Chúa là đấng nhân từ và Ngài sẽ không hề có những dự định xấu cho con cái của Ngài. Terima kasih Tuhan. Con cảm ơn Chúa. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus saja. Tất cả mọi sự tôn quý đều thuộc về danh của chỉ ghi một mình Chúa Giêsu mà thôi. Hallelujah. Amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Rất là tuyệt vời. Cảm ơn mục sư có sự đẹp thật là tuyệt vời buổi tối nay. Thank you for the wonderful message tonight. Dạ, chẳng hạn chính tôi cùng hội thánh Chúa để chúng ta nhận biết được dễ lắm chúng ta sẽ có sự giả hình về tôn giáo, đặc biệt là nguyện. The message has reminded me and also the congregation, it is easy for us to fall into religious hypocrisy. Đây đều nhắc nhở chính tôi cũng như hội thánh, bởi vì chúng ta luôn luôn là cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thông qua cái mạng truyền thông này. Dễ lắm, nó sẽ là giống như cái điều gì đó, nó chỉ là tôn giáo, giống như là chứ không phải là bằng tấm lòng. Because we are running program praying for Vietnam on this media platform and it's easy for us to fall into religious hypocrisy, not about our heart anymore, but sometimes we just seek for recognition from others. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Tôi tin rằng tất cả con cái Chúa trong hội thánh đấng ái rất là biết ơn Chúa vì mục sư đã nhắc nhở. Thank you and thank God for the message that you have reminded us. And I believe that all the congregation in Thiên Ái Church grateful for being reminded about this message. Hỏi này thì nghe mục sư nói tiếng hình như là giống tiếng Malay quá. Satu Dua Tiga Empat. 80% là giống á. Yeah. Chút bữa giờ. Yeah. They said that Indonesian is so similar to Malaysian and like
1, 2, 3, I say 80% of Malaysian. Tiếng Malay. To Indonesian. Yeah. Tiếng Malay thì anh biết chút chút mà đa số là biết đếm số tại vì tính tiền. About Malaysian, he knows a little bit, but like just know about numbers because he need to count money. Thì giờ này sẽ nhờ một sư sẽ cầu nguyện cho anh em khai, anh chị em nhờ người hướng dẫn khai nha. Ai có nhu cầu, dạ mời một sư cầu. Now it's time for us to pray for those who have prayer requests. Dạ, yeah. Sáng không biết có chị Kiều Trinh đấy này không ạ? Kiều Trinh Minh Úc. Nếu có vào không? Tại vì có nói rằng mỗi buổi tối sẽ sinh hoạt với Hội Thánh. Anh chị em nào có nhu cầu ạ? Đưa tay lên ạ. Dạ, cô chú nào có nhu cầu cần cầu nguyện là mở mic. Tại cô chú có thể tự bật mic được. À, anh Tổng. Có trong này không? Dạ, không thấy. À, chắc là cô chú không có ai có nhu cầu cần cầu nguyện rồi. À, nếu không có thì xin thông báo như thế này. À, cái chương trình cầu nguyện buổi sáng chúng ta đã đổi thời giờ. Mong rằng tất cả con cái chúa chúng ta sẽ tham dự. Đó là bắt đầu từ 7 giờ. Phải không chú Thiện? Sáng ngoại nó 7 giờ phải không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai là 7 giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhóm cho đến khoảng 9 giờ. Ừ. Nếu vậy có thể... thì cũng nhờ mục sư, nhờ cô Tơ nói với mục sư luôn cố gắng sắp xếp tặng thứ 7, thứ 5 giúp dùm trong khoảng khung giờ đó được không? Dạ, tại thứ 5 là mấy giờ bắt đầu á mục sư? Bắt đầu cái 9 giờ tại vì giờ. Từ 7 giờ đến 9 giờ. Dạ, cỡ 7 rưỡi được không? Tại 7 giờ là 7 giờ là em mới vừa dịch xong cho cái buổi nhóm kia. Không, 7 rưỡi là dẫn là được. Có nghe 7 giờ là bắt đầu, nhưng 7 rưỡi một sư cũng được. Dạ. Yeah. From tomorrow that we change the time for prayer meeting, not from 9 a.m. but move to 7 a.m. until 9 a.m. It means we need to start earlier for the teaching on Thursday. So I say